Chủ đề lễ hội năm nay là cội rễ, vì theo tôi, Việt Nam đang là một đất nước với tốc độ phát triển rất nhanh. Trong bối cảnh như vậy, điều quan trọng đó là người dân phải giữ được nguồn cội của mình. Tức là mình phải hướng tương lai, nhưng vẫn giữ được những cái gì thuộc về cội rễ. Phải làm sao gìn giữ được giá trị mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn, nhưng đúng là số lượng các nghệ sĩ làm công việc biên đạo ở Việt Nam vẫn đang còn ít. Theo tôi, quan trọng là phải tạo ra các sân chơi để biên đạo của Việt Nam có thể giới thiệu và thể hiện tác phẩm của mình. Đó cũng là mục đích mà lễ hội hướng đến. Điều đặc biệt của vở diễn Ngưỡng Cửa Ký Ức đó là trên sân khấu có cả nghệ sĩ Pháp lẫn Việt Nam tham gia biểu diễn. Họ thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt Pháp. Các đoạn văn được đọc trong vở diễn là những đoạn ghi âm sẵn, có cả những trích đoạn từ các tác phẩm. Rồi có cả những đoạn phim, cũng có những đoạn do nghệ sĩ tự đọc trong lúc biểu diễn. Vở diễn này là màn kết hợp của những yếu tố như vậy. Cái bài mình đang làm trong năm nay là cái cây đời, The Tree of Life. Cây đời là cái gì? Thì trong cái bài cô Huy nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Nếu mà khán giả đến và nếu mà ai muốn xem, Huy muốn hỏi hai cái câu hỏi là mình có thể thấy chính mình trong cái bài này không? Mình chỉ thấy cái cây hay mình thấy con người? Mình thấy cái hoàn chỉnh của một cây thế nào? Hay mình thấy cái hoàn chỉnh của cái cuộc sống của mình thế nào? Nếu mà mình suy nghĩ mấy năm trước, 20, 30, 40, 50 năm trước, mình không có điện thoại, mình không có smart device, mình có mấy cái chương trình ở ngoài, chương trình hát, chương trình kịch, chương trình nhảy múa, và lúc nào nó có một cái chương trình ai cũng đi xem. Nhưng mà bây giờ mình phát triển rồi, đúng không? Mình tốt hơn rồi, thì đó là sao mỗi người là như vậy? Đó, thì cái này cũng là một cái the roots, quay lại cái gốc của mình, cái cây rễ của mình. Và nếu mà có nhiều người bây giờ nói là ô, nhưng mà mình không có biết nhiều về nhảy múa, mình không có biết nhiều về hip hop hoặc đương đại, thì cái này có thể mình thử thách bản thân mình. Có thể là một số người xem cái bài của Huy và thích cái phần này và không thích cái phần kia. Và nếu mà mình xem cái bài của người khác cũng nhảy. Tại không phải là nhảy múa là cho tất cả mọi người, tại nhảy múa nó có nhiều màu khác nhau. Huy thì mình có một cái đặc biệt, tại mình áp dụng nguyên cái cuộc sống và cái kinh nghiệm và tất cả mọi thứ mình trải nghiệm trong cái bài này, thì cái bài này thực sự nó 100% là mình. Cái vở diễn Cánh Cửa thì được lấy cảm hứng từ chính bản thân mình ra, và tụi mình đã là trước đấy thì nó gần là nó đào rất là ít thôi, nhưng mà sau khi mà tụi mình đổi tên từ Du Đêm sang thành Cánh Cửa thì tụi mình lấy lại đào sâu hơn, nữa là dùng cái thôi miên đi vào đến cái tiềm thức, cái một cái quá khứ từ lúc còn rất là nhỏ, và khi mà mình biểu diễn ấy, thì mình lấy tất cả những cái gọi là nó nội lực, nó tràn trề nội lực trong kỳ vở diễn, nó sâu hơn rất là nhiều so với cả lần trước nữa. Tất cả những cảm xúc của đấy khi mà sau khi mà qua thôi miên ấy thì nó rất là chân thật, và cái cảm xúc nó tràn trề, nó muốn dâng trào một cái điều gì đấy, đôi khi là nước mắt tự chảy, hoặc là có những cái mà mình tự cười mà mình không có làm chủ được những cái điều đấy. Những nghệ sĩ nước ngoài mà họ đến Việt Nam biểu diễn ấy, hy vọng là họ nhìn vào Việt Nam với những diễn viên và những cái vở diễn của Việt Nam một ánh mắt lạ. Hóa ra là cái nghệ thuật của Việt Nam cũng rất là, nghệ thuật đương đại của Việt Nam cũng rất là phát triển, và mọi người cũng đã làm được những điều rất là tuyệt vời. Đấy, là có thể từ những tác phẩm đấy thôi, họ có một cái nhìn về Việt Nam là văn hóa rất là đa dạng, và mọi thứ đều rất là đẹp, rất là tuyệt vời.